hết, bên vợ bà già, ông già bà già mất hết luôn. Nhỏ em gái đâu? Hả? Em gái đâu? Nhỏ em gái đâu? Đang chóng mặt, nó thấy bờ tôi, nó nói qua phải nó gặp là nó xỉu luôn. Bữa nay nó xỉu nữa, nó xúc động hoài. Tại vì kêu gái nó ra xỉu rồi chẳng kêu ra đây nó làm hoài. Vô đây nè, này nè, này cũng nuôi với tôi nè, này là em của cái người mất, em của ông cậu. Ngồi đây uống nước nè. Làm gì vậy? Tôi với ông này với thằng chồng nó với nhỏ em ruột là nuôi từ hồi bữa vô bệnh tới giờ tới ngày về. Ông này cũng chụp chỉ với tôi. Ở đây em gái. Thì em gái ngồi đó đi. Ngồi chỗ này. Bạn qua đây nè. Qua đây nè. Quay đây ngồi đi làm gì? Nằm cái dây tránh ta sống chết thì nghe lời. Nhỏ này là nó trực chỉ từ đầu tới cuối. Em gắn mic lên nói chuyện. Kẹp vô, mở cờ, bớt nữa. Hàng cá luôn. Để nó luôn đi, để nó luôn. Kẹp lên nó luôn. Ở dưới cũng được, ở dưới. Em gái hả? Em dạ. Gái của em biết cái ruột. Cái ruột hả? Có hai chị em à? Dạ có hai chị em. Rồi ba mẹ mất hết trơn rồi. Dạ ba mẹ mất hết trơn rồi, khoảng chừng ba mất thì lâu rồi, cũng cả 10 năm mấy rồi, rồi mẹ mới mất đây cả 5 năm rồi. Dạ, từ hôm qua giờ nghe nói xỉu lắm hả? Dạ. Từ ngày qua giờ cũng mệt xỉu, rồi sáng giờ cũng yếu cũng mệt. Bây giờ còn có mình em à? Dạ có mình em. Chỉ như lẻ loi rồi. Vì chị em cũng lâu rồi không gặp mặt. Không gặp mặt hả? Dạ. Khoảng chừng 2 năm mấy rồi chưa có gặp mặt, thì chỉ qua cái điện thoại thôi. Không có chỉ nghèo khổ chứ không có gì được. Rồi chỉ qua điện thoại này nọ. Không có gặp mặt, tới gặp mặt thì chị đó đi rồi. Chị bị gì mất Dạ, chị bị phổi tim. Thì cấp sanh nhỏ thì nghe tin tức chị mà không, em thì khổ quá, em không đi được. Rồi phiên chị thôi, chị gán chị ấy đi. Rồi tới chừng mà hay là chị về có mười mấy ngày là chị vậy rồi. Chị nói chị anh giỏi anh điện đấy giờ. Chị hai cưng giờ chỉ có 50% thôi. Thì em tóc vô cuối quê để em chạy lên nuôi chỉ tới ngày đó tắt thở luôn. Đây để là mình để nhờ ha. Đây để nhờ anh chồng của chị hai. Này là em ruột. Em này là bên chồng, nhà này bên chồng. Bên em của em ruột của người mất. Rồi em ruột có hai chị em gái à? Hai chị em gái. Có hai chị em. Bây giờ chị chết rồi còn em. Đau khổ ha, phải còn ba mẹ cũng đỡ ha. Dạ. Cha mẹ bên chồng cũng hết. Cha mẹ bên chồng cũng hết thì. Đi từ đây về sau là hết gặp rồi đó. Dạ. À, cấp chị gần đi em lấy đồ ra em xếp rồi khóc đi. Lấy đồ em xếp ha. Hai cũng đau lòng. Phải còn chị, hai chị em tới lui nội cũng đỡ, có hai chị em gái mà. Lúc trở về em có thấy mặt không? Dạ không, cấp xui xa ăn chở về em xỉu. Xỉu rồi. Xỉu rồi tới nửa đường gần tới nhà em mới tỉnh. Chưa có không, viên ra nữa là nó xỉu rồi mới viên nó lên xe trước.
chị gấp chiều đó chị tắt thở em vô thăm chị là chị nằm bất tỉnh chị không biết hết trơn á. Lúc mà gần tắt thở đó, ha. Dạ rồi cái em chỉ nói là chị cố gắng lên chị khỏe chị nuôi coi ấy nha, rồi chị nói nhiều thôi là chiều tối này thì bác sĩ cho hay là vì tình trạng như chị vậy đó. Rồi chị đẩy chị ra là em xỉu luôn, em không biết gì trơn, không có gặp mặt. Rồi em xếp quần áo vô hả? Dạ em xếp quần áo, em chuẩn bị bộ đồ mặc cho chị mà em mặc không được luôn, em xỉu không có mặc được. Rồi về tới đây anh chị chết rồi, chị với anh chị bên chồng mà mặc được, em không có. Mất ở bệnh viện hay là về nhà mới mất? Dạ, bệnh viện chạy hấp hối rồi em xin chuyển về. Xin chuyển về ha. Dạ, về. Lúc đó mình bên từ thiện chuyển về hay sao? Dạ, bên từ thiện cho chợ chuyển về. Thiện của Giang Kim Cúc. Chị Giang Kim Cúc đó ha. Dạ. Vì sắp sửa đẩy ra là em xỉu luôn, em không biết gì chuyện gì luôn. Gia đình mình bệnh khá không? Dạ, cũng nghèo khổ, ăn uống hàng ngày thôi chứ không có khá giả gì mấy. Vì vợ chồng cũng kiếm ăn, ngủ ăn thôi. Cũng đi làm mướn rồi ha? Dạ, cũng đi làm mướn, làm thuê à. Rồi con có biết không? Con có biết mẹ con mất không? Thương gì không? Theo gì không? Kêu đi theo gì ở mình không chịu, không theo cha. Theo cha. Dạ. Chưa biết gì ha. Cháu dạ, chưa biết gì. Dạ chưa biết gì hết. Là chiều nay chôn hả? Dạ chiều 2 ngày. Trước khi mà có người chị bị bệnh như vậy, có cái điểm gì nói với em không? Có cái điểm dạ không, chối không? Dạ không, người cấp sửa sẵn chết là bữa chủ nhật. Là bữa chủ nhật chị có hồi hương lại, chị ngồi dậy á. Chị kêu em cuộc tóc cho chặt lại. Bà chạy về cấp vô là nhập viện ra bà ngày đầu tiên em vô thăm ha, rồi hỏi nhỏ sao rồi. Là, hỏi con ha. Dạ hỏi con sao rồi, nói con giờ chị ổn rồi, chị lo cứ lo chị đi. Rồi qua ngày sau á là chị hỏi em vô, nói mày cuộc tóc tao đi. Cuộc tóc cho chặt lại, bả ngồi bữa gượng ngồi vậy được. Tóc dài lắm hả? Dạ. Tóc chị dài hả? Dài ngang đây nè. Tại vì bác sĩ làm thả xuống đó. Rồi lấy đầu cuộc tóc cuộc lại. Rồi bả nói mày cuộc chặt lại đi. Rồi khi bác sĩ lấy hộp bình oxy cuộc lại. Dạ rồi xong là chế chiều rồi nói sao mày không mua thuốc ho tao uống. Dạ mua, nói bác sĩ không cho em hay, nói tao giờ tao ho nặng ngực lắm, tao ngủ không có được. Hỏi gì chị ăn cơm ngon không, nói ăn cháo không có ngon gì trơn á, mình ho thì nặng ngực, thấy ngồi vậy thấy chị ho nặng dữ lắm, nặng luôn. Rồi tới chiều thì bác sĩ cho hay tình trạng như chị như vậy rồi, nguy kịch yếu rồi. Rồi nói rồi người ta hỏi ý kiến là gia đình có ống đâm ống CV vô cái rừng này này, tại vì từng mạch của chị đã chết hết rồi, không có truyền thuốc được. Không vô thuốc được hả? Dạ vô không được luôn. Rồi cái em nói điện cho ông chồng này, tại vì về nhà trọ giúp đỡ cho chị này nuôi đỡ ngày nào đó, thì em ở trực chiến ở bệnh viện luôn. Bao nhiêu ngày em? Chẳng khoảng chừng một tuần lễ. Nằm tuần trong bệnh viện ha? Dạ, nằm tuần bệnh viện luôn. Nhưng mà chị có chối được không nha? Không có chối được cái gì? Dạ, hết. Không chối được gì luôn, không gặp được hai đứa con luôn. Không được gặp mặt hai bé luôn. Dạ. Có hỏi con không? Dạ ngày đầu thì có hỏi con, rồi ngày cuối cùng là không hỏi được gì trơn. Bất tỉnh luôn, là bác sĩ chỉ gây mê thôi, không biết gì trơn, là vô là chỉ trợn tròng mắt chị à. Mắt mở. Dạ mắt mở mà hí ra vậy thôi chứ không biết gì trơn, là bất tỉnh luôn. Em được mấy đứa con? Dạ hai đứa con. Con trai à? Dạ hai đứa con gái không à. Đấy, thế là bây giờ là chị có hai người con trai, em có hai người con gái. Dạ. Bé. Nhà con có hai chị em đùm bọc nhau. Dạ hai chị em đùm bọc nhau. Rồi bây giờ lỡ thì chị đi sớm rồi. Nam mô A Di Đà Phật vậy đó. Niệm Phật, con có niệm Phật cho mẹ không? Con niệm Phật cho mẹ ha.
Bé chắc nó không biết mẹ nó mất rồi hả? Nó còn quá nhỏ nó không biết rồi hả? Thì không biết. Thường trước là mẹ bé làm gì vậy anh? Làm công ty. À, làm công ty á, anh với vợ là đi làm công ty ở đâu? Trên Bình Dương. Ờ, à, Bình Dương đó ha. Qua bạn bao gặp không? Dạ, ngày qua giờ ám ảnh chỉ hoài. Ám ảnh hả? Dạ, ngày qua giờ mệt, mệt. Ám ảnh thấy gì? Thấy khuôn mặt chỉ là ngay trên mặt vậy đó. Thấy ngay trên mặt không hả? Dạ. Còn bé nhỏ rồi. Bé nhỏ rồi. Bé nhỏ trong nhà. Bỏng cái này, bỏng cái này. Quá mềm. Rồi chị làm gì? Dạ em ở nhà làm dâu, ở nhà làm lúa 12 cứ ngục á, mai mới có hôm á. Tập vớn ha. Dạ, làm vớn. Vớn rất lạnh bên bên khoa nhỏ. Cũng lạnh mình cần thơ qua chứ. Cái chỗ cầu thang gom nó có nhiều tiệm. Chắc này ông thầy chùa chưa tụng nữa hả? Có sáng có tụng rồi nhưng mà gần tới giờ mới nói, gần tới giờ mới lại tụng. Tới giờ mới tụng, giờ tụng nữa ha. Tụng nữa đang đưa đi á. Bé Hồng, bé mới mấy ngày à? Mới sinh hai mấy ngày hả? Dạ mới hai mấy ngày. Mấy ngày là phát bệnh. Mười mấy ngày là đi nhập viện luôn. Này mới 28. Bé trai tên gì? Đọc tên chưa? Tên Học. Tên nó tên gì? Nguyễn Minh Học. Tên Hồng hả? Học, Hồng Học. Học ha. Nguyễn Minh Học ha. Tôi ghen cha chứ bộ. Mới có 28 ngày. Bữa nay mới là được 29 ngày. 9 ngày ha. Hai đứa này nữa lớn rồi là không có biết mẹ rồi đó. Thằng này cũng đâu biết mẹ đâu. Anh không có nhà cửa hết chứ hả? Dạ không. À, chứ ở trọ ở đâu? Ở trọ ở trên Bình Dương. À, hai chồng đi làm ở Bình Dương đó ha. À, nhà này của ai? À, nhà của ông anh. À, nhà hai. Của ông anh hai ha. Hai nhà của ông anh à. Cho mà làm nhà nha. Hai vợ em mình nói là bất ngờ. Chôn đất nhà rồi nước bằng thờ để đâu? Thờ để kế bà già bên đó, để đó luôn. Bà già mất 3-4 năm. Cưng em không? Mẹ về chưa? Việt Nam mới về. Mai nữa hả? Mai mẹ mới về. Chiều qua nó mai, bữa nay mai nữa hả? Mai mỗi ngày chồng mẹ tội hết. Dạ. 8 giờ rồi. Nó cũng nhớ lắm chứ. Lúc làm gì là cả gia đình anh là sống ở ngoài Bình Dương luôn ha? Ở chỗ ngoài Bình Dương hết đi, luôn ha? Đi mười mấy năm ngoài Bình Dương. Ờ, đi sống mười mấy năm ngoài Bình Dương ha. Hai đứa đó cũng quen nhau rồi, nó về là lúc cưới. Nó đi làm mà lúc mười mấy tuổi. Con vô em đi, con vuốt em đi, con na cao ơi em đi. Vợ anh mất rồi mới đi về đây đó ha. Cũng sống ngoài Bình Dương mười mấy năm. Vợ thì làm công việc gì? Làm công ty mai. Vợ làm công ty mai ha. Anh làm gì? Nhớ mẹ. Xây dựng mà. À, anh làm hồ ha. Bé khóc tội nghiệp không? Đói rồi đó. Cô ba vú đó kìa. Đây vú đây tới nè nè con nghe con. Đây là cô vú đó. Đây đây cô ba vú. Bảo vệ chứ giờ đối hay cưng không? Chứ cô không nuôi sao cha đâu biết rồi nuôi. Bởi vì khó. Đứa bé mồ côi đấy, mồ côi mẹ. Mẹ về con mừng không? Mừng hả? Sao đi làm lâu vậy? Con không hỏi coi. Bữa nay đâu biết rồi hỏi.
Cái đó là cái gì? Chị nói kìa. Đó đó. Ai đó hả con? Ai đó? Ai nói ai? Ai? Bố này không có nói con nghe. Để mình nói nó heo đi, nó chưa biết là gì chứ. Nó chưa cảm nhận được. Bây giờ đang đông người vui. Chưa. Nhưng mà không có ai ở đó, nó có nói tìm nó. Rồi. Nhớ gì lắm. Nó khóc mà thấy. Bây giờ thấy nhà đông người. Bố có gì bị hại không? Có gì. Nhà bữa dân dân nó mới buồn. Nó mới nhớ. Nó mới hiểu được. Bố mẹ. Nó để nó ở dưới đây luôn. Đâu nó đâu. Để nó ở đây luôn ha. Còn nhỏ thì có ba nó nuôi tiếp. Tại tôi có hai ba đứa cháu nội, cháu ngoại. Nhỏ nhỏ Duyên có xui trời ha. Mất cha thì còn chú, mất mẹ thì không gì ha. Bây giờ là chú nuôi, chú đã đầu con đó. Còn em bé nhỏ thì có cô hai. Cô ba. Cô ba đỡ ha. Anh thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai đây thứ ba ha. Nhà mấy anh em? Năm anh em. Năm. Thứ sáu là nhà bên đó. Thằng này là 7 chú 7 Úc. Úc nha, 7 Úc, anh Úc. Thứ tư dạ. Thứ tư mất hả? Vậy là cái ba của bé là Úc hả? Úc, Úc gia đình. Ở bé vợ. Ừ. Mình chôn sao? Ở đâu? Dạ, đây bọc qua đây, đây ra hè bọc ngang qua. Mùa hè hả? Cái bên. Rồi chiếc này chắc người ta đang làm quá hả? Chuẩn bị là trộn luôn sẵn. Ờ, đã giờ. Chở ra ngoài sẵn. Tức là mình cho mình đổ hồ lên luôn hả? Đổ hồ. Ba tiếng nữa. Có tàu tì được không? Chắc có mà. Có. Có. Tại vì kêu hàng thì ta trộn gối cho mình. Ừ. Ở 17 triệu. Tại vì hàng với tiền đầu tiền rồi luôn hết trơn, người ta làm trộn gói 10 mấy triệu. Để nó bú một cái cân luôn. Bắt chó nó ủ được. Đó là không kịp. Đó đầu đưa vô là la dữ lắm nha. À nó quen xuống mẹ. Không kịp là nó la. Mấy bữa đầu nó khóc là dữ. Đưa một hơi đưa vô phải năn nỉ. Mà còn có chị cú, nó la nó chảy. Nó lết gì đó. Yeah. Đã tôi nói ông rồi, ông mẹ.